Alo, hello anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người loại một là một con web là xem quảng cáo và xem link để kiếm cái đồng Satoshi, BTC, ETH, Doge hay là LTC, và mọi người có thể rút về ví VNDC, Fold Gateway hoặc là rút wallet nhé mọi người. Con web này có tên là Clam Fouquet Crypto.com. Thì khi mọi người click vào phần mô tả, có cái link mình để dưới phần mô tả, mọi người sẽ click vào link đấy. Nó sẽ ra giao diện như thế này. Nếu như mọi người chưa có tài khoản thì mọi người có thể đăng ký bấm bằng login này. Đây là đăng đăng nhập này. Bấm vào phần Crestamju Icon là đăng ký, hoặc mọi người có thể đăng nhập bằng Facebook luôn hoặc Gmail. Mình đã có tài khoản rồi, Gmail rồi, mình sẽ đăng nhập bằng Gmail rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người làm kiếm tiền từ con app này. Đây, đầu tiên mình sẽ click vào Gmail. Ok. Thì cái tài khoản của mình như thế này. Đấy. Mọi người có thể copy cái link này và dán vào Google Chrome để mọi người bấm dịch ra mọi người hiểu nhá. Đây, hiện tại mình có tài khoản là 1097,17 coin. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người kiếm tiền từ con app này. Khi mọi người đã đăng ký vào đấy thì mọi người bấm ba gạch này. Đây. Nó có nhiệm vụ đây, đây là xem quảng cáo này, mình đã xem một số nhiệm vụ rồi, bây giờ chỉ còn 5 cái quảng cáo. Rồi mọi người bấm xem link này, xuất link này. Đây là cái phần còn cái phần hộp quà này là phần nó kiểu như là mình đăng nhập hoặc là làm nhiệm vụ gì ấy, nếu mà đủ cái số lượng của nó cần ấy thì mình vào bấm vào cái link vào đấy là mình nhận cái đồng coin nhé mọi người. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người xem quảng cáo trước, mọi người bấm vào xem quảng cáo này. Nó sẽ ra diện như thế này, mọi người kéo xuống dưới. Đấy, thì nó có nhiệm vụ đây, đây. Xem trong vòng 40 giây thì mọi người 30,71 này. 40 giây này. Đấy, đây 40 giây, 16 giây này thì mọi người được 15,36 này. 16 giây này. Đấy, mình đã xem hơi hơi nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người xem một cái. Rồi bấm vào watch này. Mọi người lại kéo xuống phía dưới. Mọi người thấy có một thời gian đây, thời gian đang chạy đây. Mọi người đợi một lát. Nó sẽ ra một cái tab khác. Ok, mọi người bấm một get dây qua. Nó sẽ chuyển ra mọi người một cái tab khác đây. Mọi người thấy nhìn nhìn thấy đồng hồ đây không? Cái đồng hồ 35 40 giây đây, nó tùy thuộc vào cái số lượng mọi người xem bao nhiêu giây thì mọi người sẽ cộng được tiền bấy nhiêu. Mình sẽ đợi nó chạy về số 0 rồi mình bấm claim. Con này rất uy tín nhé mọi người. Nó mới ra luôn nhá. Mọi người có thể đủ min rút của nó là mọi người thể rút được nhá. Rút về ví Fold Bay hoặc VNDC. Nhưng VNDC thì nó có một số cái đồng tiền nó chưa được kích hoạt thì mình sẽ rút về ví Fold Bay chẳng hạn. Đấy. Ok, sau khi nó đã chạy về không, mọi người bấm continue. Nó sẽ ra một cái tab khác thì mọi người tắt cái tab đấy đi, rồi mọi người trở về cái trang của nó đây, nó sẽ ra một tab khác đây. Đấy, thì mọi người bấm về bấm trở lại. Xóa cái tab này đi. Mọi người bấm vào đây. Ok, mọi người đã được nhận đây. Nó vào đây thì nó mọi người đã được nhận tiền nhá. Đây nó cộng tiền đây. 30,7 đấy. Tiếp một cái nữa này. Mình sẽ làm một cái nữa. Mọi người lại kéo xuống dưới. Để thời gian đồng hồ chạy đây. Mọi người nên xem video hết rồi là mọi người làm theo nhá, bởi vì nếu như không xem hết video thì mọi người không hiểu đâu, bấm get ra qua. Mỗi ngày chỉ mất có mấy phút là mọi người có thể kiếm được tiền rồi. Đây, đợi nó 40 giây. Một ngày nó có thể có 25 đến 23 cái quảng cáo cho mọi người xem. Rất nhiều. Nó mới ra nên nó không không scam nha mọi người, nên chơi ngay. Free mà, mình không đầu tư. Những cái này là mình chơi free, kiếm cái đồng Satoshi free. Cứ hơn 1.000
coin là mọi người có thể rút về nha mọi người. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người rút tiền. 4 này, 3 này. Continue. Rồi, ok, nó sẽ trở ra cái tab khác, mình tắt cái tab này đi. Đây, mình lại trở về tab của nó. Ok, đấy, mình đã nhận được 10 cái điểm kinh nghiệm này và 30,5 con y này, đấy. Ok. Tiền của mình đã được cộng nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người sát link này. Trở về ba gạch này. Bấm vào sát link. Thì sát link này cũng giống kiểu như thế, cũng kiểu như xem quảng cáo nha mọi người. Mạng hơi lắc mọi người, đợi vào đó. Ok. Mọi người xuống dưới. Mọi người thấy những cái này không ạ? Đây. Tức là một cái trang này là một view, tức là một lần xem. Cái trang này là mình xem rồi. Cái này là mình xem rồi. Cái này là mình còn 5 trên 7 lượt nữa. 7 lượt mà mình đã xem 2 lượt rồi, còn 5 phát nữa. Còn cái này là 7 trên 7 là mình chưa xem. Mình sẽ bấm vào claim link. Mọi người kéo xuống. Nó sẽ ra đạo diện như, vẫn giống như như xem quảng cáo nhá, nhưng mọi người phải tắt hết cái những cái tab nó ra nhiều quá ấy, mà không biết là không xem được. Mọi người bấm vào get qua. Đây. Mọi người bấm vào đây. Nó sẽ ra đây, tức là 1 trên 3 mọi người bấm hết. Show xem click. Mọi người đợi xuống 10 giây nó chạy xuống, bấm continue. Mình chỉ hướng dẫn một người mọi người làm một lần nhá, cho mọi người sẽ hiểu. Ok, mọi người bấm continue. Đấy, mọi người lại bấm tiếp 2 trên 3 đây. Click tab. Mọi đợi mới ra tiếp, vẫn continue. Mọi vẫn continue. Sau tab click nha, 3 lần. Lần này lần cuối nha mọi người, là mọi người lại trở về cái trang kia là mọi người có tiền. Ok, mọi người vẫn continue. Ok, sau khi mọi người đã làm xong thì nó lại cộng đây, 17,0 đây, coin đây. Đấy, tiền của mình đã được cộng nhá. Bây giờ mình hướng dẫn mọi người rút tiền, bây giờ mọi người bấm vào ba gạch này. Mọi người kéo xuống dưới, có phần withdraw. Đây, nó sẽ hướng dẫn mọi người rút tiền đây. Mọi người có thể đổi ra đồng Bitcoin Cash nhá. Đồng Bitcoin SV này, đồng BTC này, Bitstone này, đồng DAT này, đồng Digibay này, đồng DOG này, đồng Ethereum Class này, đồng Ethereum này, đồng Komodo này, đồng LTC này, đồng Prestige này, đồng PVX này, đồng Redcoin này. Ủa, rất nhiều đồng nhé mọi người. Thì tồn nữa này. Thì những cái đồng khác thì mọi người chỉ rút được qua ví PocketBay nhé mọi người. Tất cả đều rút qua PocketBay. Giả sử mình bấm vào BTC chẳng hạn, thì nó chỉ cho rút qua PocketBay nhé mọi người. Đây, ví PocketBay. Đấy, nhưng mọi người rút cái đồng LTC. Đây, đồng LTC. Đó là quý vị đâu. Thì mọi người có thể rút ra những cái ví khác nhé mọi người. Đây, ví khác nhá. Mọi người chỉ copy cái địa chỉ ví của cái ứng dụng của mọi người, tức là một là ví PocketBay này, hai là ví TrueWallet này, ba là ví VNEC này, mọi người dán vào đây. Rồi mọi người bấm withdraw. Đây, số tiền của nó là hiện tại mình bây giờ là có là 1174,66 coin, thì nó tương đương với 0,00014996 LTC nha mọi người. Rút xong thì khoảng tầm mấy tiếng đồng hồ thì nó sẽ về ví mọi người nhá. Ok. Thì cái này thì đang mới thì mọi người có thể chơi. Ngoài ra mọi người có thể giới thiệu bạn bè nữa nhá. Ba gạch này. Mọi người bấm vào red này. Được 20%. Đấy. Thì mọi người có thể copy cái link của mọi người. Đây. Rồi mọi người dính copy đây. Đấy, mọi người có thể copy này và mọi người đi giới thiệu cho mọi người.
nhá. Con này rất uy tín đó mọi người, nó mới ra rất uy tín và rút về được nha mọi người. Mình sẽ rút về sau, nhưng bây giờ mình mới còn ít quá, mình sẽ rút sau. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người cảm thấy hay thì mọi người có thể cho mình một like, một chia sẻ, một comment, bình luận để mình có thể làm thêm nhiều video nữa. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ. Tạm biệt mọi người.